chào khán giả của Cà Phê Sáng. Làng Ngọc Hà không chỉ nổi tiếng là làng hoa lâu đời mà người dân ở đây còn có nghề nuôi cá trọn cảnh. Giữa phụ thị tấp nập, có một lão nông đã tìm cho mình một cách nuôi cá cảnh khá đặc biệt. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ của làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội, trại nuôi cá cảnh của ông Ngọc Thắng không còn xa lạ với những người yêu thích cá cảnh. Không chỉ bởi chủng loại cá đa dạng mà cách nuôi cá của ông cũng khiến cho người đến mua thích thú. Xuất phát tôi thích cá từ bé, từ cái thú đam mê và vì sau thành nghề nuôi cá cũng được độ khoảng hơn 30 năm. Tôi nuôi thì có mấy cái loại cá cơ bản thôi, đó là cái trọi và một số giống bảy màu của Thái. À, ngoài ra còn nuôi thêm một ít kiếm và cá thần tiên. Cháu thấy có rất là nhiều chai thủy tinh đấy ạ. Tại sao nuôi dùng lấy cái sáng kiến là cái chai là thủy tinh này mà không phải là các chai khác hả cô? Chai thủy tinh này là nó có màu xanh, cái lòng nó rộng, con cá nó được thoải mái bên trong, và màu xanh này thì nó chậm, con cá nhìn không nhỏ. Thế từ cái chai này tuổi thọ bao nhiêu năm rồi cô? Thực ra đến 30 năm thôi. 30 năm rồi ạ? Thế là từ ngày bắt đầu làm là đã có cái này rồi. Tôi sử dụng hai cái loại chai, một là cái loại chai bia từ những cái năm 88 về, mình cắt cái cổ nó đi bằng cái dây mai so điện, mình nuôi trong đấy. Vì sau có mua thêm một ít cái chai nhựa, thì cái ưu điểm của chai nhựa là mình nuôi được ở ngoài trời, mình dùi lỗ được, mưa vào thì cá nó không nhảy ra, nó tràn có lỗ, mà nó lại gọ xếp được rất là nhiều cái lọ. Khi mà đến đây thì em cũng rất là bất ngờ về môi trường cũng như là cái cách mà chú ấy sử dụng để mà nuôi cá ở đây. Thực ra cũng thích mô hình ở đây bởi vì các bác biết cách tận dụng những cái tốt bảo vệ cho môi trường ngay từ những cái gần mình nhất. Đấy, ví dụ như chai lọ này hay là những cái liên quan đến nhựa. Là lúc đấy thì cũng chỉ nghĩ là nó phục vụ cho công việc mình, cái màu này nó rộng. Sau này thì cũng hiểu ra là như này là đã hạn chế rác thải rất là nhiều. Em đến đây thì em cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu khi mà được vừa ngắm các loại cá này, mà vừa được lắng nghe những cái dòng nước chảy, cảm giác nó rất là thiên nhiên. Nghề cá này thì cũng phục vụ về cái giá trị tinh thần cho mọi người. Có những người ta bây giờ thời đại xã hội phát triển đi làm rất vất vả, áp lực cuộc sống, về nhà người ta có một cái bể cá buổi tối rỗi rãi, người ta ngắm để thư giãn tinh thần. Nuôi cá mà bảo vệ được môi trường thì cũng tốt cho, góp một phần rất là nhỏ tốt cho xã hội.